Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 3 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, Nga phóng hỏa cho nổ tung đập Tam Hiệp của Trung Quốc chôn vùi hàng tỷ dân. Thưa quý vị, theo hãng Reuters cho biết, nếu con đập Tam Hiệp của Trung Quốc bị vỡ thì dòng nước của nó sẽ nhấn chìm Bắc Kinh và Trung Quốc có thể bị xóa sổ khỏi bản đồ của thế giới. Và theo một tờ báo nổi tiếng của Mỹ có tên là New York Times cho biết, con đập Tam Hiệp của Trung Quốc hiện là một trong những con đập lớn nhất thế giới và cũng được coi là một trong những công trình lớn nhất của Trung Quốc, có ý nghĩa quan trọng đối với lợi ích kinh tế của Bắc Kinh. Tuy nhiên, kể từ khi khởi công xây dựng, con đập này đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của người dân. Trung Quốc và các chuyên gia thủy lợi của Bắc Kinh cũng đã nhiều lần phản đối cũng như gửi các công văn yêu cầu chính quyền của Trung Quốc cho ngừng thi công con đập này. Theo các kỹ sư và chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc cho rằng, sau khi con đập này xây xong, nó sẽ đem đến nhiều hậu quả tai hại và là điểm yếu chí mạng của nền kinh tế Trung Quốc cũng như là lỗ hổng cực lớn về an ninh, quốc phòng cho Bắc Kinh. Và đúng như dự đoán của các chuyên gia, thì sau một thời gian xây dựng, con đập lớn nhất của Trung Quốc đã bị biến dạng nặng nề. Và theo các nhà quan sát cho biết, con đập lớn nhất của Trung Quốc đã bị thế lực thù địch tấn công và câu hỏi đặt ra, ai, nước nào có thể tấn công con đập lớn nhất thế giới này? Theo các chuyên gia thủy lợi cũng như các chuyên gia về an ninh quốc phòng của Mỹ cho biết, con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc cực kỳ quan trọng với cả Bắc Kinh và có thể là mục tiêu tấn công trực tiếp của các nước trên thế giới. Và theo các chuyên gia cho biết, có 10 giả thiết dẫn đến việc con đập Tam Hiệp của Trung Quốc sẽ bị phá vỡ và khi nó bị vỡ thì nó sẽ nhấn chìm Bắc Kinh cũng như cuốn trôi toàn bộ Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Trung Quốc sẽ bị xóa sổ trên bản đồ thế giới. Thứ nhất, Nga có thể phóng hỏa phá vỡ con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc bởi vì Nga có thừa khả năng và Nga đang có mối hận sâu với phía Trung Quốc bởi vì trong quá khứ Mao Trạch Đông đã cho rất nhiều quân lính và vũ khí đánh chiếm biên giới Trung-Nga. Và năm đó, chính quyền Mao Trạch Đông đã đánh chiếm được một đảo của Nga có tên là Chân Bảo, thuộc biên giới Liên Xô và Trung Quốc. Cuộc chiến biên giới năm đó đến giờ người ta vẫn chưa nguôi ngoai và nếu xảy ra xung đột, Nga bây giờ chỉ mất một thời gian cực ngắn để phá nát con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Và nước thứ hai trên thế giới có thể dám tấn công con đập Tam Hiệp của Trung Quốc đó chính là Mỹ. Thưa quý vị, giữa Mỹ và Trung Quốc có nhiều mối thâm thù đại họa dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Giữa Hoa Kỳ, Bắc Kinh luôn xảy ra những xung đột gay gắt trong thời gian vừa qua, đặc biệt là cuộc chiến tranh thương mại cũng như vấn đề Biển Đông và chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump liên tục gây sức ép cho ông Tập Cận Bình. Vì thế, nếu xảy ra chiến tranh, Hoa Kỳ không cần đánh đâu xa, chỉ cần đập tan con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc thì ắt Trung Quốc sẽ bị nhấn chìm ra Biển Đông và sẽ xóa sổ Bắc Kinh ra khỏi bản đồ của thế giới. Và theo các chuyên gia, nước thứ ba trên thế giới có thể phá nát con đập Tam Hiệp, đó chính là Nhật Bản. Nhật Bản có thể tấn công con đập Tam Hiệp của Trung Quốc vì Nhật Bản muốn trả thù Bắc Kinh liên quan tới việc tranh chấp đảo Điếu Ngư. Theo các chuyên gia quân sự của Trung Quốc cho biết, trong việc tranh chấp quần đảo Điếu Ngư ở ngoài biển Hoa Đông, hải quân của Nhật Bản không phải là đối thủ của hải quân Trung Quốc. Việc lấy lại đảo Điếu Ngư dễ như trở bàn tay với cả người Trung Quốc. Vì giờ đây, Bắc Kinh đã sở hữu rất nhiều tàu chiến như vũ khí hạt nhân, tên lửa, máy bay chiến đấu nên hải quân của Nhật Bản không thể đấu lại với hải quân của Trung Quốc. Vì thế, Nhật Bản thay vì không lấy lại đảo Điếu Ngư thì sẽ tấn công con đập Tam Hiệp của Trung Quốc để trả thù. Và theo các chuyên gia, nước thứ tư trên thế giới có thể bắn phá con đập Tam Hiệp Trung Quốc đó chính là Ấn Độ. Ấn Độ có thể bắn phá vỡ con đập Tam Hiệp bởi vì trong chiến tranh biên giới, Trung Ấn đã làm hai nước này hằn sâu mối thù. Chiến tranh biên giới Trung Ấn nổ ra năm 1962. Năm đó, Trung Quốc đã chiếm được một số lãnh thổ của Ấn Độ. Cuộc chiến tranh biên giới năm đó đã làm cho Ấn Độ hằn sâu mối thù trong tim với cả người Trung Quốc. Hiện tại, Ấn Độ đã sở hữu tên lửa hạt nhân hiện đại bậc nhất của thế giới và có thể phá hủy con đập Tam Hiệp của Trung Quốc. Và nước thứ năm trên thế giới đó chính là Hàn Quốc. Theo các chuyên gia cho biết, Hàn Quốc có thể tấn công con đập Tam Hiệp của Bắc Kinh. Hiện nay, không quân của Hàn Quốc tuyên bố tự tin phá vỡ con đập Tam Hiệp của Trung Quốc. Nếu bất kỳ lúc nào Trung Quốc khai mào gây hấn với Hàn Quốc sẽ sẵn sàng đáp trả Trung Quốc một cách san phẳng. Và nước thứ sáu trên thế giới có thể phá tan con đập Tam Hiệp, đó chính là Triều Tiên.
hiện Triều Tiên đang sở hữu tên lửa xuyên lục địa hiện đại bậc nhất của thế giới. Đến Mỹ cũng phải khiếp sợ và Triều Tiên còn sở hữu bom nguyên tử. Đó chính là một vũ khí lợi hại để các nước lớn trên thế giới không dám động vào Triều Tiên. Và mỗi khi Trung Quốc tuyên chiến với Triều Tiên thì Triều Tiên sẵn sàng bắn phá con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Thưa quý vị, đập Tam Hiệp là con đập lớn nhất Trung Quốc, cũng là con đập lớn nhất thế giới được khởi công xây dựng năm 1994 và sau 15 năm xây dựng, năm 2009 đã chính thức hoàn thành. Được biết, con đập này xây chắn ngang một trong những con sông lớn nhất của Trung Quốc có tên là sông Dương Tử. Con đập sở hữu hàng loạt kỷ lục của thế giới như đập xây dựng bằng bê tông cốt thép có chiều cao 181m, hồ chứa rộng nhất thế giới có chiều dài 610km và hơn 120 triệu mét khối đất đã được chuyển để mở đường cho 27 triệu mét khối bê tông và con đập đã sử dụng hết 463.000 tấn thép đủ để xây dựng 63 tòa tháp Eiffel của Pháp. Công suất lắp đặt khoảng 18 GW và cuối cùng là chi phí theo công bố để xây dựng con đập lên tới 22 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia thì con số thực tế có thể lên trên 30 tỷ đô la Mỹ vào năm 1994. Thưa quý vị, theo các chuyên gia cho biết, đập Tam Hiệp là con đập lớn nhất trên thế giới với hàng loạt những kỷ lục. Thế nhưng, nó như con dao hai lưỡi vô cùng nguy hiểm nếu như gặp phải sự cố. Trong số đó có sự cố không mong muốn, đó chính là vỡ đập. Trong khi đó, sóng thần do tự nhiên tạo ra xuất phát từ những cơn động đất ngoài đại dương tràn vào lục địa, gây ra sự tàn phá và chết chóc kinh hoàng cho một vùng cư dân rộng lớn. Thì ngược lại, đập Tam Hiệp có thể tạo ra hiện tượng sóng thần do con người gây ra khi nó vỡ. Theo tính toán thì nếu đập Tam Hiệp bị vỡ sẽ gây ra cơn sóng thần cực lớn, tàn phá và chỉ mất khoảng tầm 5 đến 10 phút. Toàn bộ vùng hạ lưu của Trung Quốc sẽ bị xóa sổ. Hàng trăm triệu cư dân của các thành phố lớn sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. 1/3 diện tích của Trung Quốc, vùng thịnh vượng nhất của Bắc Kinh như Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải mà cư dân đang sinh sống sẽ bị chôn vùi trong nước lụt. Toàn bộ các di tích lịch sử mà Trung Quốc thường hãnh diện với cả thế giới, hàng trăm nghìn năm sẽ bị tan biến trong nước lũ. Hàng ngàn thành phố lớn nhỏ sẽ bị nhấn chìm trong nước khoảng tầm 10 đến 20 km. Hàng chục nghìn nhà máy, xưởng sản xuất cũng như các tàu bè bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông, mất nguồn cung cấp điện khổng lồ, Trung Quốc sẽ lâm vào tình trạng thiếu điện, khoa học công nghệ bị tàn phá, kinh tế bị suy sụp, đói kém và bệnh dịch sẽ hoành hành, tổn thất về người và kinh tế. Nếu đập Tam Hiệp bị vỡ là không thể kể xiết. Thế nên đập Tam Hiệp được coi như là tử huyệt của Trung Quốc. Cũng chính vì vậy mà Trung Quốc thậm chí còn bố trí hàng chục tiểu đoàn và bộ binh cũng như phòng không không quân tên lửa vây quanh con đập này để bảo vệ 24/24 giờ. Thưa quý vị, theo các chuyên gia thì 10 nước trên thế giới có thể phá tan con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc nếu như phía Trung Quốc phát động cuộc chiến tranh với cả những nước trên. Vậy còn 4 nước nữa trên thế giới có thể phá tan con đập Tam Hiệp của Bắc Kinh. Theo các bạn, đó là những nước nào? Thưa quý vị, có một tin rất hay khi cộng đồng trên toàn thế giới ví rằng đập Tam Hiệp của Trung Quốc như một thanh gươm treo trên đầu của Bắc Kinh. Đó là cách nói ẩn dụ để mô tả mối nguy hiểm hiện tại của con đập Tam Hiệp. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là China Morning Post cho biết, đập Tam Hiệp là công trình thủy điện đắt giá nhất và cũng là công trình gây ra nhiều tranh cãi nhất với cả phía Trung Quốc. Trong quá trình xây dựng, con đập đã nhấn chìm nhiều ngôi làng, khiến hàng triệu người phải di chuyển đi nơi khác sinh sống, làm thay đổi hệ sinh thái dọc theo sông Trường Giang và sông Dương Tử, một trong những con sông lớn nhất của Trung Quốc. Đập Tam Hiệp có vùng hồ chứa 42 tỷ tấn nước và nếu như con đập Tam Hiệp này bị vỡ, thì các bạn cứ hình dung 42 tỷ tấn nước ở độ cao 175 mét so với mực nước biển. Nó sẽ nhấn chìm toàn bộ các thành phố lớn ở Bắc Kinh và cuốn trôi tất cả hàng trăm triệu dân ra ngoài Biển Đông. Vì thế, con đập này được cho rất quan trọng với cả Trung Quốc và nếu như Trung Quốc đi gây hấn cũng như gây gổ với bất kỳ một nước nào trên thế giới thì không cần đánh đâu xa, chỉ cần cho nổ tung con đập Tam Hiệp, nó sẽ nhấn chìm toàn bộ phía Trung Quốc và xóa sổ Trung Quốc ra khỏi bản đồ của thế giới. Theo các nhà quan sát cho biết, đầu năm 2022, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã đến thăm con đập Tam Hiệp và ông nhấn mạnh rằng chúng ta phải hết sức canh giữ con đập Tam Hiệp trước các thế lực thù địch trên toàn thế giới. Nếu con đập này bị các thế lực thù địch phá vỡ thì đó cũng là lúc ngày tàn của Trung Quốc đã tới.
Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!